Ăn gõ chưa? Tên cá rồi. Cá nó lên chưa? Nó lên rồi. Nhiều không? Nhiều. Con thích không? Thích. Thích đứa nào nhất? Tên thích cá rồng. Đấy, cái này cá rồng à? Đấy không phải con cá rồng đâu, con cá rồng là con cá khác mà. Đây rồi. Thôi à? Dạ. Thôi à? Dạ.